Xin chào các bạn. Khi mà tôi đọc những cái comment của các bạn hỏi trên cái fanpage về marketing thời đại mới thì có nhiều bạn hỏi tôi thế này là tại sao các bạn lại cần phải có 5 triệu để nhập tiền hàng? Nếu em không nhập tiền hàng thì sao? Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rất thẳng thắn như thế này. Trong kinh doanh thì tôi cũng cần cái sự thẳng thắn và chúng ta nên trao đổi rõ với nhau. Có là bình thường mà chúng ta đi học về Facebook marketing, cái học phí của chúng ta cũng phải là 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, đúng không? Và trước đây cái lớp học của tôi tổ chức nó cũng là 45 triệu. Và tất nhiên tôi chỉ tập trung đào tạo cho doanh nghiệp mà thôi, bởi vì chỉ có doanh nghiệp họ mới cần những cái chương trình huấn luyện của chúng tôi. Nhưng vì sau đó tôi thấy rằng là có rất nhiều bạn trẻ muốn học về marketing, muốn làm marketing, nhưng các bạn lại thiếu hai cái. Thứ nhất đó là các bạn thiếu về nguồn vốn, thứ hai đó là các bạn thiếu về kiến thức về marketing. Các bạn không được một nơi để đào tạo. Thì lúc này tôi mới nghĩ ra một cái ý tưởng, đó là tôi sẽ làm ra cái chương trình về marketing thời đại mới. Và ở trong cái cộng đồng về marketing thời đại mới này, tôi sẽ kết nối các nhà đầu tư vào đây, và tôi kết nối những cái doanh nghiệp vào đây, và sau đó tôi đào tạo ra một cái đội ngũ marketing, và tôi kết nối những người thích làm về marketing vào đây. Bởi vì lúc đó những người làm marketing họ thiếu hai cái, thứ nhất là kiến thức, thứ hai đó là thiếu vốn. Mà kiến thức về marketing tôi sẽ đào tạo và giúp các bạn đào tạo, và các bạn biết cách bán hàng. Và khi các bạn bắt đầu bán được hàng rồi, các bạn đã tạo ra doanh số rồi, thì lúc này chúng ta thiếu đó là thiếu về nguồn vốn. Thì lúc này đó là bản thân tôi cũng có một cái quỹ đầu tư nho nhỏ của mình cùng với những cái người doanh nghiệp, cùng với những cái nhà đầu tư khác. Thì chúng tôi sẽ xem là bạn nào mà làm tốt á, thì lúc đó chúng tôi sẽ rót tiền và đầu tư vào, và khi đó chúng ta sẽ chia tỷ lệ 50-50. Và nhưng để mà chúng ta có thể sẵn sàng như thế thì chúng ta phải test xem là cái người nào mà làm thực sự thành công thì lúc đó chúng tôi mới đầu tư. Nhiều bạn nói là nếu mà không thành công có đầu tư không? Tất nhiên nếu không thành công thì chúng tôi sẽ không bao giờ đầu tư, đó là kinh doanh. Tất nhiên kinh doanh thì chúng tôi phải đầu tư vào những cái mà có lợi nhuận. Và tất nhiên để chúng tôi có thể làm chủ trong cái việc mà chúng tôi phân bổ về nguồn đầu tư của mình thì chúng tôi sẽ đào tạo để các bạn làm được. Và tất nhiên bạn muốn có cái nguồn vốn của chúng tôi, các bạn muốn có kiến thức của chúng tôi thì các bạn phải học thôi. Và bình thường chúng ta đi học ở các trung tâm đào tạo chúng ta cũng phải mất tiền. Chỉ có đơn giản ở đây chúng tôi là đào tạo nó miễn phí. Nhưng chúng ta có một cái luật chung, đó là phải có 5 triệu tiền hàng. Đó là chúng ta muốn lọc ra những người nào muốn làm về marketing, những người nào chúng ta muốn kinh doanh thì chúng tôi mới đưa vào. Và đó là cái màng lọc của chúng tôi. Và nếu như chúng ta không có được 5 triệu đó thì tốt nhất chúng ta cũng không nên bao giờ đi kinh doanh. Chúng ta cũng không nên đến với lớp học này. Đó là quy luật của chúng tôi, đó là cái luật của chúng tôi. Bạn đồng ý hay không, đó là lựa chọn của bạn. Còn chúng tôi, đó là luật chúng tôi, và đó là một cái để chúng tôi sàng lọc ra. Nếu có 5 triệu thì chúng ta vào đây. Và tất nhiên khi bạn bỏ ra 5 triệu rồi, chúng tôi không hề lấy 5 triệu đó của bạn một đồng nào hết. Bởi vì sao? 5 triệu đó chúng ta sẽ phân bổ 3 triệu 6 là bạn sẽ nhập tiền hàng. Và hàng đó chúng tôi đảm bảo, đó là chúng tôi sẽ phân bổ cho bạn là hàng nó hoàn toàn đó là giá vốn. Còn 1 triệu tư còn lại đó là bạn sẽ bỏ vào tài khoản ngân hàng của bạn. Và chúng tôi sẽ chỉ các bạn là cách dùng 5 triệu đó là 1 triệu tư tiền quảng cáo và 3 triệu 6 tiền hàng đó. Và các bạn nhân làm sao? Có là chúng ta sẽ xoay vòng vốn và chúng ta làm liên tục. Và chúng tôi dùng cái trên cái case study nó chỉ có là 5 triệu đó, và các bạn nhân kinh doanh nó bắt đầu nó sinh lãi ra từng bước một. Có thể ngày đầu tiên kiếm được 500 ngàn, 1 triệu đồng, nó cứ từng bước nó xoay chuyển lên. Và khi bắt đầu các bạn đã ra một cái mức, ra một cái chỉ số, ra một cái hệ thống KPI, nó ra một cái doanh số ổn định rồi, thì lúc này là lúc mà bắt đầu nó ra doanh số nhiều, thì các bạn sẽ cần hai cái. Thứ nhất đó là một hệ thống về vận hành, thứ hai đó là một cái nguồn vốn đầu tư lớn vào, thì lúc đó cái nguồn tiền chúng ta mới nhân rộng ra được. Thì lúc này đó là chúng tôi là những người doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đưa cái hệ thống về vận hành để giúp các bạn vận hành cái hệ thống đó. Cái thứ hai đó là chúng tôi có nguồn vốn và chúng tôi đầu tư vào vốn cho bạn rất nhiều. Thì lúc đó cái việc mà chúng ta tăng trưởng doanh thu, và khi làm đó là tất nhiên chúng ta chia đôi 50-50. Vậy thì cái lợi của chúng tôi đó là gì? Chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi dạy cho bạn miễn phí, chúng tôi sẵn sàng để sàng lọc đào tạo rất kỹ về cái đó. Nhưng sau đó chúng tôi sẽ hưởng lợi, đó là từ việc mà chúng tôi đầu tư. Đó là khi bắt đầu bạn làm thành công rồi, chúng ta sẽ đầu tư vào và chúng tôi đầu tư. Và tất nhiên chúng tôi sẽ được lợi nhuận, đó là chia đôi 50-50 ở đây. Còn nếu bạn nào không làm được thì tất nhiên bạn có thể về các bạn làm cái mô hình của bạn. Các bạn có thể kinh doanh cái mặt hàng khác. Đó là tùy lựa chọn của mỗi chúng ta. Có nhiều bạn hỏi tôi thế này là nếu em không nhập hàng của anh thì có được học hay không? Tất nhiên nếu không nhập hàng của tôi sẽ không được học. Ok, nó rất rõ ràng như thế. Nhưng nếu các bạn nhập hàng của tôi này, chúng tôi chỉ tính xác suất, không phải là ai vào nhập hàng của chúng tôi, bán hàng của chúng tôi đều thành công. Không có chuyện đó. Có những người thành công và có những người không thành công. Tất nhiên những người không thành công thì họ về họ bán cái mặt hàng của các bạn, họ về bán cái mặt hàng của họ, không sao hết. Chúng tôi rất thoải mái về việc đó. Và khi chúng tôi huấn luyện thì chúng tôi huấn luyện chuẩn đúng về Facebook marketing. Chúng ta có quyền có thể bán sản phẩm khác, chúng ta có quyền bán cái mặt hàng khác. Chúng ta học xong chúng ta về áp dụng những sản phẩm của bạn, chúng ta về kinh doanh sản phẩm của bạn, và cái điều đó chúng tôi không có ngăn cấm. Đó là quyền tự do.
Nhưng chúng tôi cần ở đây, và tại sao chúng tôi lại đưa ra cái con số đó là phải nhập hàng của chúng tôi? Bởi vì khi nhập hàng của chúng tôi phải tính là nếu các bạn bán hàng thành công của chúng tôi, các bạn bán tốt cái sản phẩm của chúng tôi thì không có lý do gì bạn không lấy sản phẩm của chúng tôi bán tiếp. Rồi, nhưng lúc này các bạn lại khi mà bán được hàng nhiều đó, các bạn cần một hệ thống về vận hành. Thứ hai đó là các bạn cần một nguồn vốn lớn, và hai cái đó là hai cái mà chúng ta có. Vậy thì ở đây đó là hai bên chúng ta phối hợp, chúng ta hợp tác lại với nhau thì chúng ta sẽ tạo nên sự thành công. Đó là sự hợp tác cùng nhau, giúp nhau, cùng nhau hỗ trợ và cùng nhau thành công. Từ đó là chúng tôi chơi rất thoải mái. Vậy thì các bạn mất gì? Các bạn hoàn toàn không mất một cái gì cả. Đơn giản bởi vì hàng đó là các bạn đã nhập với giá sỉ rồi. Các bạn đã nhập với giá sỉ, các bạn bán lời, các bạn có lợi nhuận trong lớp học, các bạn bán lợi nhuận thì tất nhiên lợi nhuận đó thuộc về bạn, chúng tôi không lấy một cái gì từ đó. Nhưng chúng tôi chỉ có lợi nhuận khi nào? Đó là khi bắt đầu các bạn làm thành công, các bạn cần nhiều vốn hơn, các bạn cần một cái hệ thống vận hành nó tốt hơn thì lúc đó chúng tôi nhảy vào, chúng tôi hỗ trợ. Và lúc đó chúng tôi mới có lợi nhuận từ phía sau đó. Còn ở trong lớp học này chúng tôi hoàn toàn không có một lợi nhuận gì hết. Nhưng chúng tôi nhìn xa hơn, đó là gì? Chúng tôi sẵn sàng đầu tư 100 con người như vậy, chúng ta chỉ cần 20 người mà họ thành công với cái mô hình của chúng tôi là ok, chúng tôi có doanh số đều đặn và chúng tôi có lợi nhuận trong đó, chúng tôi đầu tư tiền vào đó, chúng tôi đầu tư về công nghệ trong đó, chúng tôi đầu tư vào cái hệ thống vận hành của mình trong đó và chúng tôi có lợi nhuận từ đó thôi. Còn 80 người còn lại họ không thành công với mô hình của chúng tôi thì sao? 80 con người đó họ có thể về kinh doanh sản phẩm của họ, họ có thể bán một cái mặt hàng khác gì đó ở ngoài. Và khi mà họ kinh doanh ở ngoài xong, nó sẽ gặp vấn đề như sau. Một là bắt đầu họ sẽ thành công, họ có thể thành công ở ngoài. Nhưng khi mà chúng ta thành công, chúng ta kiếm được 1 triệu một ngày, 2 triệu một ngày rồi, chúng ta không bao giờ chịu dừng lại hết. Chúng ta muốn kiếm 5 triệu một ngày, 10 triệu một ngày. Nhưng với con số 5 triệu một ngày, 10 triệu một ngày, đó là một con số chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, đó là nguồn vốn ở đâu. Thứ hai, đó là hệ thống vận hành như thế nào. Vì vậy thì lúc đó đối với hệ thống vận hành chúng ta cần phải có một team. Mà để có một team thì chúng ta lại gặp một cái vấn đề, đó là quy trình quản lý nó như thế nào, hệ thống giao nhận hàng như thế nào, rồi cái cách mà chúng ta lãnh đạo sao, cách mà chúng ta phân bổ công việc như thế nào, thì nó liên quan đến một hệ thống về quản trị. Vậy thì lúc đó chúng ta cần đến những con người, cần đến những cái chuyên gia về nhân sự, những cái người mà đã làm có thâm niên về kinh nghiệm rồi, họ phải vào hỗ trợ, họ phải vào tư vấn cho chúng ta. Đặc biệt lúc mà chúng ta muốn có 10 triệu một ngày, 20 triệu một ngày thì chúng ta phải cần đến một cái nguồn vốn nó rất lớn để đầu tư vào. Thì lúc đó chúng tôi lại là một quỹ đầu tư, chúng tôi có nguồn vốn, chúng tôi có hệ thống vận hành, và lúc đó bạn lại quay lại với chúng tôi. Nên kể cả 80% còn lại các bạn không thành công ở trong mô hình chúng tôi không sao hết. Các bạn đi ra ngoài, chúng tôi vẫn giúp để các bạn thành công. Bởi vì rồi một ngày nào đó bạn cũng sẽ quay lại với chúng tôi. Bởi vì lúc đó bạn cần nguồn vốn, bạn cần một hệ thống vận hành. Còn nếu bạn không cần hệ thống vận hành của chúng tôi, bạn không cần nguồn vốn của chúng tôi, ok, điều đó là điều quá tốt. Bởi vì sản phẩm mà chúng tôi bán đó là sản phẩm cho người giàu. Và khi bạn càng giàu bao nhiêu thì chúng tôi càng bán được cho bạn nhiều bao nhiêu. Nên ok, chúng tôi rất thoải mái về việc đó. Ok, để cho các bạn hiểu rõ ràng. Nhưng cái 5 triệu đó là chúng ta hãy nhớ, 5 triệu đó chỉ là một cái bước đầu tiên để chúng ta sàng lọc. Bởi vì nếu chúng ta muốn kinh doanh, chúng ta muốn thành công mà 5 triệu đầu tiên chúng ta không có thì tốt nhất chúng ta đừng bao giờ đi kinh doanh. Đó là điều nó rất cơ bản, rất một cái nguồn vốn nó rất đơn giản như thế, nó một cái cơ bản như thế mà chúng ta không làm được thì chúng ta không nên bắt đầu với chúng tôi. Đó là tôi chia sẻ rất rõ ràng. Có thể sau cái video clip này tôi sẽ bị rất nhiều bạn nói là tôi thế này, nói thế kia. Nhưng đối với tôi không quan tâm về điều đó. Điều mà tôi quan tâm đó là tôi cần những con người cộng sự, những con người mà thực sự đam mê về kinh doanh, những con người thực sự mong muốn làm về marketing. Chúng ta đang tìm về đối tác kinh doanh chứ không phải chúng tôi tìm ra những cái khách hàng ở đây. Nên dù bạn nói như thế nào, điều đó tôi không quan tâm. Bạn nói gì đối với tôi không quan tâm. Và tôi chỉ quan tâm đó là tôi cần những con người thực sự mong muốn làm về marketing. Chúng ta muốn kinh doanh về online, chúng ta cần về quỹ đầu tư, chúng ta cần về hệ thống vận hành. Và chúng tôi sẵn sàng giúp những con người đó và chúng ta chỉ tập trung vào những con người đó thôi. Còn việc bạn nói như thế nào, điều đó không quan trọng đối với chúng tôi. Bởi vì điều đó nó không ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của tôi. Nó cũng không ảnh hưởng đến về công việc kinh doanh của tôi. Ok, đó là cái điều mà tôi chia sẻ rất thật. Và nếu bạn muốn được chúng tôi hướng dẫn cầm tay chỉ việc từng bước như thế nào để thành công về online marketing, đặc biệt đó là về Facebook, Google, YouTube, rồi email marketing, chúng ta muốn được hướng dẫn từng bước như thế nào thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn rất kỹ. Và các bạn muốn tìm hiểu về cái lớp học về Facebook marketing mà chúng tôi khai giảng vào tối thứ hai hàng tuần, và tại sao có rất nhiều bạn học, không phải tự nhiên mà các bạn ai cũng đến học như thế, bởi vì đơn giản nó phải có kết quả người ta mới đến học, và đơn giản vì nó có sự thành công người ta mới đến học nhiều như thế. Và đơn giản là cũng có rất nhiều bạn học cái mô hình của chúng tôi, không bán sản phẩm chúng tôi, về bán sản phẩm của họ. Chúng tôi rất thoải mái vì điều đó. Nhưng chúng tôi có một cái chọn lọc, đó là phải lấy sản phẩm của chúng tôi, ít nhất đó là 3.6 triệu, chúng tôi hoàn toàn tặng cho bạn lớp học đó hoàn toàn miễn phí. Có nhiều bạn nói là vậy thì không lấy cái hàng của chúng tôi, ok không sao, không lấy hàng của chúng tôi thì chúng tôi vẫn lấy học phí, đó là 5 triệu. Vậy thì
các bạn vẫn được học như thế. Bạn được 5 triệu và các bạn không được lấy hàng của tôi. Với các bạn được học miễn phí, nhưng các bạn được lấy cái hàng của tôi, có là vẫn là 5 triệu đó. Các bạn được lấy 1 triệu tư bỏ vào tài khoản quảng cáo, và các bạn được 3 triệu 6 tiền hàng của tôi. Vậy thì nó tốt hơn thay vì chúng ta chỉ đóng 5 triệu mà chúng ta chỉ học không? Đó là chúng ta hãy mở ra một chút, chúng ta hãy thông minh ra một chút, thì chúng ta nhìn thấy là à, cái mà chúng tôi đang đưa cho bạn đó là 3 triệu 6 tiền hàng và 1 triệu tư tiền mà để chúng ta quảng cáo, nó lợi hơn cho bạn chứ. Tại sao không lấy? Mà ok, nếu bạn không thích lấy hàng của tôi thì nó không sao cả, cứ đóng 5 triệu đến học là xong. Và chúng tôi cũng chỉ cho bạn chi tiết từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Và ở đây có rất nhiều anh chị doanh nghiệp cũng đến đây học. Và anh chị doanh nghiệp đến học để làm gì? Để các bạn, để anh chị về hiểu về cái cách làm marketing online, chúng ta hiểu về cách vận hành, chúng ta hiểu về cách quản lý nó. Sau đó chúng ta thuê agency nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta về quản lý cái đội ngũ marketing của mình nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và đó là tại sao trong lớp học này có rất nhiều bạn trẻ đam mê về marketing, rất nhiều doanh nghiệp họ bắt đầu bước đến đây nào. Và đối với chúng tôi, chỉ xem đây là một hoạt động về xã hội, đây là một hoạt động về cộng đồng, và chúng ta tìm kiếm nhân tài ở trong này, và sau đó chúng ta đầu tư tiền vào trong đó, và chúng ta chia đôi 50-50 với nhau. Ok, nên là cái môi trường này nó rất mở, và cái luật của chúng tôi đơn giản, đó là phải có tối thiểu là 5 triệu để bắt đầu khởi nghiệp từ mô hình này. Và cái lợi nhuận đó chúng tôi không được nhận từ bạn. Đối với 5 triệu này chúng tôi không được một cái đồng nào từ đây hết. Mà bởi vì 1 triệu tư là các bạn đã đóng vô ngân hàng, còn 3 triệu 6 là các bạn nhập hàng, mà hàng đó là của bạn chứ đâu phải của chúng tôi đâu. Ok, rồi, đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đối với những cái thắc mắc của chúng ta ở trên fanpage. Và một cái điều mà tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn như thế này, có là vậy thì trong cái mô hình này bạn được cái gì và chúng tôi được cái gì? Đó là điều mà chúng ta quan tâm. Có nhiều bạn nói là thế thì tại sao anh lại không đi dạy nó miễn phí đi? Xin lỗi các bạn, là chúng tôi không có rảnh để đi dạy miễn phí cho bất kỳ một ai. Tất nhiên trong cái mô hình này chúng ta phải có lợi thì chúng ta mới làm. Nhưng ở đây nó không phải lợi của mỗi chúng tôi mà phải lợi từ các bạn nữa, thì lúc đó chúng ta mới hợp tác được với nhau. Có là chúng ta phải đôi bên đủ cùng có lợi. Trong một cái công việc gì thế, chúng ta cũng phải đôi bên cùng có lợi, chúng ta mới có thể làm được. Chứ bây giờ chúng tôi cũng không phải là một người quá giàu mà để đi làm miễn phí nó hoàn toàn. Bởi vì đơn giản đó là chúng tôi nghĩ ra một cái mô hình mà bạn cũng có lợi, mà chúng tôi cũng có lợi, và hai bên chúng ta cùng phối hợp với nhau. Vậy thì ở trong cái mô hình này chúng ta lợi, các bạn lợi cái gì và chúng tôi lợi cái gì? Ok. Cái chúng tôi phải mất thứ nhất đó là chúng ta phải bỏ thời gian và công sức của mình xuyên suốt một tuần và đào tạo cho các bạn rất rõ ràng về marketing. Và tất nhiên chúng tôi phải dạy cho bạn rất kỹ, hướng dẫn cho bạn rất kỹ, chỉ cho bạn rất kỹ. Bởi vì khi các bạn kỹ như thế, các bạn làm thành công thì bắt đầu chúng tôi mới có cái mô hình để mà chúng tôi đầu tư. Bởi vì nếu bạn không thành công thì chúng tôi sẽ không có cái để mà đầu tư. Thì cái việc mà chúng tôi đào tạo xuyên suốt một tuần đó là chúng tôi đã mất đi công gốc, chúng tôi đã mất phí cái thời gian của mình, phí công sức của mình. Nên trong cái thời gian một tuần đó chúng tôi cũng phải nỗ lực, chúng ta phải huy động lực lượng và chúng ta phải dồn sức vào đó. Và chúng tôi đào tạo hướng dẫn các bạn từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Và chúng ta chỉ thất bại khi nào? Chúng ta chỉ thất bại đó là khi chúng ta bỏ cuộc quá sớm, hoặc là chúng ta không có nghiêm túc trong việc học hành, thì lúc đó chúng ta cái chuyện thất bại đó là đương nhiên. Không thể tự nhiên mà chúng ta thành công được. Để thành công chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, chúng ta phải cố gắng rất nhiều, chúng ta phải làm việc rất nhiều, chúng ta phải cày ngày cày đêm chúng ta mới có thể hy vọng thành công được. Nhưng nếu chúng ta chỉ cày ngày cày đêm mà không có một sự hướng dẫn, không có một cái phương pháp, không có một chiến lược cụ thể rõ ràng thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Nhưng ở đây chúng tôi sẽ có những con người đã làm đến 5 năm, 7 năm, 9 năm về online về marketing. Chúng ta cũng có rất nhiều những doanh nghiệp họ đã có kỹ năng về quản trị về nhân sự, có kỹ năng về quản trị về tài chính, có kỹ năng về tìm kiếm nguồn hàng. Và chúng ta cùng dồn lực vào đây và chúng ta cùng tìm ra những giải pháp. Và chúng tôi đã là những người đi trước, chúng tôi đã có kinh nghiệm trong này. Và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Và việc của bạn trong một tuần đó là chỉ học và làm theo từng bước, từng bước, từng bước, từng bước đó. Và chúng ta kiên trì rèn luyện nó thì chúng ta sẽ thành công. Chúng tôi không nói là trong một tuần đó, thực tế là trong tuần đó thì có những bạn thành công ngay tại lớp, có những bạn phải một tháng sau, có bạn hai tháng sau. Và tất cả những cái đó nó phụ thuộc vào sự nỗ lực của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta liên tục, chúng ta nỗ lực làm việc trong một tuần đó, trong một tuần đó thì chắc chắn sẽ có những con người thành công. Và chắc chắn chúng ta sẽ có hiệu quả. Bởi vì sao? Nếu với điều kiện đó chúng ta phải làm từng bước, từng bước, từng bước theo chúng tôi hướng dẫn. Bởi vì sao? Chúng tôi phải mong muốn bạn phải thành công thì lúc đó chúng tôi mới có thể đầu tư vào được. Còn nếu bạn không thành công, chúng tôi biết đầu tư vào cái gì? À, đó là cái mà chúng tôi phải mất, là chúng tôi mất nguyên trong một tuần đó. Cái thứ hai và cái chúng tôi được lợi đó là chúng tôi hy vọng tìm ra được những con người tài năng về marketing ở trong này để chúng tôi đầu tư tiền vào trong đó để chúng ta cùng chia đôi với nhau. Ok, rồi đó là cái mà chúng tôi được và cái chúng tôi mất. Ok, còn cái bạn được và mất ở đây gì? À, xin lỗi, nói thêm một chút nữa là gì? Có nhiều bạn hỏi thế này, vì bạn mua 3 triệu 6 đó là một cái chúng tôi được lợi rồi. Xin lỗi các bạn, giá đó là giá mà chúng tôi đã bỏ giá xỉ cho bạn rồi. Chúng tôi không, cái số đó nó không đáng.
Bởi vì cái số 3,6 triệu đó không bằng chúng tôi bán cho một buổi, không bằng một tiếng đồng hồ chúng tôi bán hàng ra cho cái người tiêu dùng. Thì cái đó nó không là gì cả, nhưng cái đó là cái mà để chúng tôi lọc mà thôi. Ok, nó rất rõ ràng như thế nhỉ. Còn cái các bạn được lợi ở đây đó là gì? Các bạn mất gì, các bạn được lợi gì? Thực ra các bạn mất thời gian đi học nguyên một tuần. Ok, bình thường chúng ta đi học chúng ta mất thời gian, chúng ta vẫn mất thời gian bình thường mà. Ok, cái thứ hai chúng ta mất đó là 5 triệu. 5 triệu đó thực tế bạn không hề mất, bởi vì sao? Hàng các bạn nhập về, bình thường các bạn đi kinh doanh cái mặt hàng khác, sản phẩm khác, các bạn đi tìm đại lý, các bạn cũng phải nhập hàng vậy. Mà hàng 3,6 triệu chắc gì đã ai cho bạn lấy với giá xỉ. Còn chúng tôi chỉ cần 3,6 triệu chúng tôi đã có thể cho mô hình được rồi. Bởi vì chúng tôi biết rằng trong xã hội này có rất nhiều bạn rất giỏi nhưng bạn thiếu về tài chính thôi. Nhưng cái con số 3,6 triệu là phải có đã. Còn 1,4 triệu kia bạn nộp trong tài khoản ngân hàng. Trong tài khoản ngân hàng là tài khoản của bạn chứ không phải tài khoản của chúng tôi. Nên số tiền đó đâu là gì. Rồi, còn 3,6 triệu mà chúng tôi đã bỏ cái giá xỉ cho các bạn rồi thì chúng tôi chỉ có một chút ít trong đó. Thì 3,6 triệu nó không đáng là gì cả. Nhưng chúng tôi chỉ hy vọng rằng là bạn bán được rồi, bạn thành công rồi, thì lúc đó bạn sẽ tiếp tục lấy hàng của chúng tôi. Khi bạn bán thành công cái sản phẩm của chúng tôi thì không có lý do thì bạn lại không bán sản phẩm của chúng tôi hết. Và đó là cái mà bạn mất và cái bạn được lợi. Các bạn được lợi nhiều hơn tất cả đó là gì? Đó chính là các bạn được học, được chỉ từng bước, được cầm tay chỉ việc từng bước được làm thế nào. Kể từ khi chúng ta học Facebook là đơn giản là cái mà để chúng ta tạo ra khách hàng rồi. Sau khi mà chúng ta có khách hàng, chúng ta còn phải chỉ các bạn về cách vận hành đơn hàng như sao, cách tối ưu hóa hệ thống, cách giảm thiểu về chi phí quảng cáo và để cách chúng ta gia tăng về lợi nhuận, rồi cách chúng ta phát triển về cái mô hình của mình như thế nào. Rồi chúng ta phải đào tạo cho các bạn rất là nhiều phía sau đó. Nhưng cái mà chúng tôi đó là khi bạn thành công, chúng tôi cũng có cổ phần trong đó, chúng ta chia đôi 50-50 với nhau. Còn có những bạn không cho chúng tôi cổ phần không sao hết. Đối với chúng tôi điều đó nó không quan trọng. Nhưng để chúng ta đi nhanh chúng ta có thể đi một mình. Nhưng chúng ta muốn đi xa, đi dài hơn chúng ta phải có đồng đội. Chúng ta phải có nhiều nguồn lực. Thứ nhất là các bạn sẽ tận dụng được nguồn lực về cái trí tuệ, về cái kinh nghiệm, về cái nguồn vốn của chúng tôi. Thì lúc đó chúng ta sẵn sàng chia với nhau. Ok, kể cả sau này bạn đủ nguồn lực về vốn, chúng ta đủ nguồn lực về tài chính, các bạn có thích độc lập, ok không sao cả. Và chúng ta rất thoải mái về cái việc đó. Ok, nên là chúng ta rất rõ ràng là bạn được gì và mất gì, chúng tôi được gì và chúng ta mất gì. Bình thường chúng ta đóng học phí, chúng ta cũng đã mất rất nhiều tiền hơn đó. Nhưng ở đây chúng ta không có thu học phí mà chúng ta làm bằng cái việc đó thôi. Ok, để chúng ta rõ ràng là chúng ta mất và được. Vậy thì bây giờ chúng ta so sánh giữa việc mà bạn được và các bạn mất, và những gì nếu mà các bạn thấy là cái mình được nhiều hơn so với cái mình mất đi thì ok, thì các bạn sẵn sàng đến với chúng tôi. Còn nếu các bạn cảm thấy rằng là cái này các bạn mất quá nhiều thì ok, các bạn không cần phải đến, chúng ta cũng không cần phải trao đổi, chúng ta cũng không cần phải nói với nhau gì quá nhiều. Chỉ đơn thuần các bạn thấy à, trong mô hình này tôi có lợi, tôi làm. Cái này không có lợi cho tôi, khỏi làm, không sao cả. Ok, rất thoải mái với các bạn nhá. Rồi, hy vọng là thông qua đoạn video clip này để tôi sẽ chia sẻ được các bạn. Và các bạn thực sự quan tâm thì các bạn cứ inbox vào tôi hoặc là gọi điện thoại cho tôi và sau đó tôi sẽ trả lời và trao đổi với các bạn. Thì số điện thoại là ở dưới cái đoạn video clip này, tôi có số điện thoại ở dưới đây và chúng ta có thể coi ở trong đó. Rồi chúng ta có thể liên hệ với tôi hoặc là những cái cộng sự của tôi và chúng ta sẽ có buổi trao đổi với nhau chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.